Chào mừng quý vị và các bạn đến với podcast Khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau du hành ngược thời gian, trở về thời kỳ Liên Xô để tìm hiểu về một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng khốc liệt, cuộc chiến chống lại tin giả. Tôi thực sự tò mò về cách người dân thời đó đối mặt với làn sóng thông tin bị kiểm soát chặt chẽ. Thật may mắn khi hôm nay chúng ta có sự hiện diện của chuyên gia lịch sử Liên Xô, ông Nguyễn Văn An. Chào anh An. Chào Ngọc Mai và xin chào tất cả quý vị thính giả. Rất vui được tham gia chương trình hôm nay. Thực ra, câu chuyện về tin giả ở Liên Xô không đơn giản chỉ là kiểm soát thông tin, nó còn là câu chuyện về lòng dũng cảm, sự phản kháng và khát vọng tìm kiếm sự thật. Ngọc Mai có nghĩ rằng chỉ với sự thật, người ta có thể lật đổ cả một chế độ? Tôi nghĩ là rất khó, Thưa anh An. Một chế độ hùng mạnh như Liên Xô chắc chắn có rất nhiều công cụ để đàn áp những tiếng nói bất đồng. Vậy điều gì đã tạo nên sức mạnh cho phong trào phản kháng này? Đó chính là câu chuyện tôi muốn chia sẻ hôm nay. Vào mùa hè năm 1990, khi Liên Xô đang trên bờ vực sụp đổ, Gorbachev đã có một tuyên bố gây chấn động. Tôi ghét những lời nói dối. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại là một tuyên bố mang tính cách mạng bởi nó đến từ một nhà lãnh đạo Liên Xô. Chính sách Glasnost hay công khai hóa được Gorbachev đưa ra như một nỗ lực cứu vãn đất nước. Nhưng ít ai biết rằng, ý tưởng này thực ra đã được nung nấu từ rất lâu bởi một phong trào ngầm, một phong trào bất đồng chính kiến. Họ tin rằng sự thật chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Điều này thú vị quá. Vậy phong trào này hoạt động như thế nào, thưa anh An? Họ làm sao để có thể lan truyền thông tin khi mọi thứ đều bị kiểm soát? Hãy tưởng tượng một xã hội mà mọi thông tin đều được nhà nước kiểm soát, báo chí chỉ là công cụ tuyên truyền lịch sử bị bóp méo và người dân sống trong sự dối trá trong bối cảnh đó một nhóm nhỏ những người bất đồng chính kiến đã nổi lên họ bắt đầu bằng việc ghi chép lại những sự thật bị che giấu những vụ bắt bớ đàn áp và vi phạm nhân quyền họ tự xuất bản những ấn phẩm bí mật gọi là samizdat và lan truyền chúng bằng tay truyền từ người này sang người khác tưởng tượng xem một tờ báo mỏng manh được truyền tay nhau trong bí mật lại có thể thách thức cả một chế độ. Thật khó tin. Vậy tờ báo này có tên là gì thưa anh An? Và nội dung của nó như thế nào? Tờ báo có tên là Biên niên sử các sự kiện hiện tại, ra đời năm 1968. Nó giống như một cuốn nhật ký trung thực về xã hội Liên Xô, ghi lại tất cả những điều mà nhà nước muốn che giấu, từ chi tiết các phiên tòa chính trị bí mật cho đến những câu chuyện về cuộc sống trong các trại lao động, những vụ bức hại tôn giáo tất cả đều được ghi lại một cách khách quan và cẩn trọng. Thậm chí họ còn tiên phong trong việc đính chính thông tin sai, điều mà nhiều tờ báo lớn thời đó còn chưa làm được. Wow, thật đáng kinh ngạc. Vậy phản ứng của chính quyền Liên Xô như thế nào trước hoạt động của tờ báo này? Dĩ nhiên, KGB không thể ngồi yên. Họ đã truy lùng, bắt bớ và bỏ tù nhiều biên tập viên của tờ báo. Nhưng ngọn lửa sự thật đã được thắp lên và không gì có thể dập tắt nó. Phong trào bất đồng chính kiến ngày càng lan rộng, thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp, từ nhà văn, nhà báo cho đến các nhà khoa học, những người vốn coi trọng sự thật và khách quan. Vậy sự thật đã đóng vai trò như làm sự sụp đổ của Liên Xô, Thưa An? Đó là một câu hỏi khó. Có rất nhiều yếu tố dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô, nhưng không thể phủ nhận vai trò của phong trào bất đồng chính kiến. Họ đã tạo ra một không gian cho sự thật cho những tiếng nói bị chôn vùi. Họ đã cho người dân thấy rằng có một sự thật khác ngoài những lời dối trá của nhà nước. Và chính sự thật đó đã góp phần làm lung lay nền móng của chế độ. Liên Xô sụp đổ không chỉ vì kinh tế suy yếu, mà còn vì lòng tin của người dân đã mất. Sự thật dù nhỏ bé nhưng khi được tích tụ đủ lớn sẽ có sức mạnh đổi cả nền sạch. Câu chuyện về tờ biên niên sử các sự kiện hiện tại và phong trào bất đồng chính kiến ở Liên Xô thật sự khiến tôi vô cùng xúc động. Nó cho thấy sức mạnh của sự thật, của lòng dũng cảm và của khát vọng tự do. Cảm ơn anh Nguyễn Văn An đã chia sẻ những kiến thức quý báu này. Quý vị thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã lắng nghe podcast Khám phá lịch sử. Hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo. Cảm ơn Ngọc Mai và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.